Và thưa quý vị, hôm nay thì Đức Tiến mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với Thu Hương và gia đình nhỏ của Thu Hương, là một trong những người bạn của Đức Tiến và cũng là một trong những người mà đã đồng hành Đức Tiến trong rất nhiều show trong thời gian vừa qua. Có thể nói là Thu Hương là một trong những gương mặt điển hình của những người Việt mới sang Hoa Kỳ định cư. Thời gian đầu cũng rất nhiều sự khó khăn, tuy nhiên vượt lên trên tất cả mọi thứ. Đó là sự kiên nhẫn, sự cần cù, sự nhẫn nại của Thu Hương đã ít nhiều một phần nào đó giúp cho Thu Hương và gia đình nhỏ của cô có được sự thành công và sự ổn định tại miền Nam California, tại Hoa Kỳ. Thì hôm nay Đại Tiến sẽ mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ để trò chuyện với Thu Hương và hai cháu nhỏ về những ngày đầu khi định cư tại Mỹ và cũng như cuộc sống của gia đình nhỏ của Thu Hương. Trước tiên thì chào Thu Hương và chào hai con. Xin chào anh Đức Tiến. Thu Hương chia sẻ là tính đến nay thì gia đình nhỏ mình đã sang Mỹ định cư được bao lâu rồi? Tính đến thời điểm này thì em qua Mỹ đã được khoảng 1.5 năm rồi. 1.5 năm. Dạ. Yeah. Những ngày đầu sang Mỹ thì có lẽ là cũng như nhiều người khác thì cũng rất nhiều những sự bỡ ngỡ và khó khăn, và không phải một mình Thu Hương không mà Thu Hương cùng với hai cháu nhỏ qua đây. Cái điều gì mà trong 1.5 năm qua mà em thấy là động lại trong lòng em nhiều nhất, những khó khăn, những vui buồn? Cái mà để em thấy rằng là một cái mà thấy rõ nhất và em và các con cùng thấy, thì khi mà mới qua đây thì cũng rất là stress, rồi công việc cũng chưa bắt nhịp được cái công việc cuộc sống hiện tại ở đây. Mà khi mà không, mình là người tiếp, người năng động, nhưng mà khi mà không kiếm được ra tiền, mình không làm được ra tiền mà cứ ở nhà tiêu tiền thôi, thì em rất là sốt ruột. Và có một cái bằng chứng đó là khi mà sang đây thì lúc mới sang thì vẫn hay trêu con trai là tít, mẹ nhờ con nhổ cho mẹ tóc bạc. Mẹ thử xem, nếu như mắt con tinh thì mẹ mới cho mượn điện thoại chơi, còn nếu mắt mà không tinh là không cho mượn điện thoại. Thế nhưng mà đến bây giờ, nếu như mà có nhờ là Mewtis nhổ tóc bạc hộ mẹ là các con không có dám, vì là bạc gần như là 3/4 đầu, chứ không, 4 luôn. Chứ không phải là nửa đầu nữa. Thì nhưng mà cũng sau một thời gian ở đây rồi cũng thích nghi dần với cái cuộc sống mới. Thậm chí là có những người bạn, người anh như anh chẳng hạn, khi mà em ở trong cái bế tắc em không tìm được công việc làm, thì anh cũng đã giới thiệu cho em và làm được những cái công việc mà em cảm thấy cũng rất là hứng thú. Mặc dù lúc đầu là cũng rất là bỡ ngỡ, điển hình như là việc mà đi lên show cùng với anh, những buổi đầu gần như là em không có nói gì, mà trước chương trình đều anh Tiến hôm nay là anh phải nói nhé, em không nói gì được đâu. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng đêm hết nhận đi. Bây giờ cũng hót như chim. Dạ vâng, đó là những chia sẻ của Thu Hương khi những ngày đầu đến Mỹ. Chắc chắn cũng như tất cả quý vị cũng có những cái sự khó khăn, nhưng mà cái điều mà Đức Tiến muốn hỏi Thu Hương cũng như với hai cháu đó là cái điều gì mà em cảm thấy vỡ ra, có thể là nó vui cũng có, buồn cũng có khi đặt chân tới xứ sở này, và những cái lúc mà em buồn nhất và nhớ nhà nhất thì em làm gì hay là em nói chuyện với ai? Thường thì khi mà sang đây thì em qua một thời gian ở đây thì em nhận thấy rằng là nước Mỹ luôn luôn cho mình cơ hội. Nhưng mà bạn có, mình có nắm bắt được cơ hội đấy hay không thôi. Và những may bây giờ cái công nghệ thông tin cũng rất là tiên tiến, cho nên là hàng ngày em vẫn có thể gọi live stream về, gọi qua FaceTime nói chuyện với ông bà ngoại, rồi ông bà nội của hai cháu. Và hai bên gia đình cũng là giúp sức ba mẹ con em rất là nhiều, hỗ trợ nhiều. Vâng, hỗ trợ rất là nhiều. Giờ hỏi hai đứa nhỏ nè, tụi con qua Mỹ cũng 1 năm mấy rồi, thì con nhớ nhất cái gì ở quê nhà mình? Con nhớ nhất gì nè? Con gái trước đi. Con gái. Nhớ ông bà, nhớ đồ ăn. Con nhớ ông bà, nhớ đồ ăn. Con nhớ đồ ăn, nhớ nhất món gì? Nhiều món lắm hả? Hai đứa nhà em thì đặc biệt là chưa biết ăn đồ Tây. Nên là khi mà mới sang đây là gần như mẹ phải nấu đồ ăn Việt thường xuyên. Còn con trai nè, Kiệt nè, Kiệt sang đây chắc cũng bỡ ngỡ lắm ha. Con gái thì dường như cũng lanh lợi hơn mình, con trai cũng hơi chưa có quen. Thì Kiệt sang đây cũng 1 năm mấy rồi. Kiệt thấy quen chưa, và Kiệt nhớ nhất ở gì ở quê nhà mình? Con quen được. Thiệt không? Con không nhớ gì ở nhà hết hả? Nhớ ông bà. Con nhớ ông bà không? Có. Có hả? Có nhớ đồ ăn không? Không hả? À? Vậy mẹ nó ăn ngon quá không nhớ đúng không? May là mẹ cũng thường xuyên ở nhà thì gần như là em không có phải nấu gì. Nhưng sang đây thì cũng vừa học rồi vừa nghiên cứu rồi, cũng thời gian đầu thì cũng ở nhà suốt ấy, nên là cũng thay đổi các món ăn cho các con liên tục, và đặc biệt là những cái món ăn Việt Nam. Phải nói là cũng hai em đây như là
Kiệt với Miêu là may là có người mẹ trẻ này rất là năng động, là chịu khó, chịu làm. Ngoài đi làm việc bên ngoài ra cũng rất là nấu ăn cho các con, vì các con cũng không có quen lại là ăn đồ ăn Mỹ, hầu hết là có mẹ nấu. May là có mẹ Hương nấu ăn cho con ngon, chứ như chú Tiến là coi như là phải tự nấu tất cả mọi thứ. Trước khi mẹ Hương trả lời tiếp thì chú muốn hỏi hai con tí xíu là thôi nè. Hai con đi học vậy đó, có quen với bạn bè chưa hay là cũng còn nhớ bạn bè ở Việt Nam? Đi học bên này thì hồi đầu con cũng nhớ bạn Việt Nam, mà dần dần thì quen các bạn bên này cũng nhiều bạn, bớt nhớ hơn. Bớt nhớ hơn. Còn Kiệt thì sao? Con cũng thế. Con cũng thế à? Thế đi học bên này có nhớ bạn gái Việt Nam không? Không à? Sao thế? Hay là giống? Thế là bạn gái buồn đấy. Không sao, mắc cỡ, hai bé còn nhỏ hơn mắc cỡ. Thì trở lại với Lầy Thu Hương nè. Anh biết em ở Việt Nam cũng nói chung là cũng không có vất vả gì. Dạ. Gia đình mình cũng có điều kiện để chăm lo, cũng có cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng mà gần như tất cả mọi người thì ai sang Mỹ cũng bắt đầu gần như là bắt đầu lại từ con số 0 rất là lớn. Mà còn phải hai đứa nhỏ nữa. Tiếng Anh thì cũng không có, mình cũng không bằng người bạn xứ ở đây. Rồi bằng cấp thì tất nhiên anh cũng như em thôi, cũng không bằng tất cả đây. Chúng ta gần như bắt đầu từ đầu thì khó khăn cũng có, rồi bạn bè cũng có, rồi đôi khi cũng có những chuyện nó xảy ra mà mình ngoài cái sự kiểm soát của mình, và đôi khi cũng có những xảy ra ở tại Việt Nam là không thể về được. Thì điều gì mà em cảm thấy mà em buồn nhất, em chưa làm được cho con hoặc là cho gia đình của em từ khi em sang đây? Khi mà bước chân tới Mỹ thì em cũng có làm qua rất là nhiều việc, ví dụ như làm thu ngân, rồi sau đấy em cũng đi làm nail, em cũng học làm nail và đi làm nail, rồi sau đấy thì em cũng làm cộng tác viên cho một tờ báo mạng, và cũng viết báo, rồi đi bán máy lọc nước, đặc biệt là bán máy lọc nước hydrogen, rồi đi lên show cùng với anh, rồi nhưng mà cũng cứ loay hoay mãi trong cái cơm áo gạo tiền. Thì đến bây giờ thì em cũng tìm được một cái hướng đi, đó là em thấy rằng là cái thị trường yến ở bên này cũng nhiều cái chất lượng yến cũng không được là tốt, nên là mà từ xuất phát từ cái bản thân muốn chăm sóc cho các con, nhất là trong cái mùa dịch này, thì em cần nâng cao cái sức đề kháng, rồi cần ăn những cái thực phẩm gì bổ dưỡng tốt cho phổi, thì là em mới loay hoay và em đã tìm ra được cái phương pháp, cái cách thức mới, đó là em làm yến trưng sẵn để phục vụ các anh chị đồng hương ở đây. Thế thì em thì cũng có một cái may mắn, đó là có một chị bạn rất là thân, thì chị cũng làm và em thấy rằng là chị làm và chị phát triển rất là tốt cái yến trưng sẵn ở tại Úc. Thì sau đấy thì em mới liên lạc với chị và hai chị em mới bảo là thế thì tôi bây giờ tìm cách, tại vì thực ra thì ở cái yến của bọn em thì đã có chi nhánh ở Canada, chi nhánh ở Úc, và bây giờ em sẽ là người đại diện ở bên Mỹ. Và ở Việt Nam thì bọn em cũng có cả ở Sài Gòn lẫn ở Hà Nội đều có chi nhánh hết. Thế thì cũng rất là vui là khi mà đã loay hoay và cũng tìm ra được cái hướng đi mới cho mình, vừa phục vụ cho cái chính là phục vụ cho chính mình và cho các con, sau đấy thì cũng có cơ hội để phục vụ các anh chị đồng hương. Còn cái điều mà em chăn trở và đến giờ phút này em cảm thấy buồn nhất, đó là chính vì cái mùa dịch nên là em đã không đưa hai con đi về để gặp mặt bà nội của các cháu lần cuối khi mà bà mất. Và cái nguyện vọng của bà khi mà trước khi ba mẹ con em đi thì bà cũng là người rất là tốt, lo lắng cho ba mẹ con em rất là nhiều. Thế nhưng mà cái ngày mà bà mất thì tiếc là cái ân hận của em mà không đưa về để chị ta bà được. Thì cũng chia sẻ cái cảm xúc đó. Trong những cái ngày dịch thế này thì chúng ta cũng có rất nhiều người thân chúng ta ở quê nhà và ở nhiều nơi khác, có người có đủ sức khỏe, có người vì lý do này lý do khác mất, mà chúng ta cũng không có cơ hội để mà được gần họ hoặc gặp họ lần cuối. Thì Thu Hương cũng nói lên cái điều đó là rất là sorry, đúng không? Không có thể về đưa hai đứa nhỏ về mà gặp bà được. Nhưng mà hôm nay nếu mà bà ở đâu đó, bà coi được show này của tụi con, bà cũng hiểu được tấm lòng của người con dâu này lúc nào cũng hướng về bà, và hiểu được tấm lòng của bà cũng như là những gì bà yêu thương, phải không em? Thì chia sẻ tất cả mọi người. Thì
nếu như bây giờ hôm nay mình không về được gặp bà, nhưng mà mình cũng ở một cái gì đó mới rồi. Nếu như mà con, hai tụi con mà được gặp bà và bà coi show này, mà bà đang coi show mình đó, thì hai con nói gì với bà để mình chào tạm biệt bà nè? Hai con sao nói coi gì với bà? Các con rất nhớ bà đúng không? Con nói này. Luôn nhớ bà. Con trai muốn nói gì với bà? Con có nhớ bà không? Cũng nhớ bà nhiều lắm phải không? Đó, chúng ta cũng thấy dù ở bất cứ một phương trời nào thì có lẽ là người con hay là người cháu lúc nào cũng nhớ bà và nhớ những gì bà hy sinh cho con, cho cháu. Mà Tý cũng thấy một điều rất là cảm động đây, mặc dù là con dâu thôi, nhưng mà được bà thương, được bà quan tâm và dành cái tình thương rất là lớn như là con gái luôn. Thì đâu đó thì câu chuyện của Hương ngày hôm nay cũng chia sẻ với quý vị để một phần nào đó an ủi và động viên nếu những ai cũng đang có những cái nỗi buồn, những cái khó khăn giống giống như vậy. Bây giờ mình trở lại cái câu chuyện ở đây nha, cho nó vui chút xíu. Thì khi mà bắt đầu vô mà làm cái yến đóng chai này đó, thì em có phải làm đi làm lại nhiều lần không, hay là làm lần đầu tiên thành công, hay là thất bại bao nhiêu lần mới làm ra được cái khẩu vị như thế này? Em cũng phải làm lại rất là nhiều lần. Thứ nhất là về cái yến thì đầu tiên thì em đã làm ví dụ như đây. Em làm trước đầu tiên thì em làm bằng yến thô. Em chịu khó. Ý này em nói mình nhập từ đâu qua em? Dạ, từ Nha Trang, Khánh Hòa. À, và đặc biệt thì chú ruột của em là đạo diễn cũng tương đối nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn Đặng Lưu Việt Bà. Cũng có một cái nhà yến ở Bình Dương. Thì chú em cũng gửi yến qua đây cho em. Trước mắt chú cũng muốn là giúp em những cái bước đầu bỡ ngỡ. Thì chú kêu không phải gửi tiền chú, cứ làm đi, bán đi, bao giờ có tiền thì giả chú. Dễ thương quá. Và yến thì với những cái yến và trưng ấy thì bọn em phải lựa những cái tổ yến thô. Và sau đấy là em ngâm và rất là kỳ công. Và để mà nhặt được một lạng yến như này thì em mất cả một ngày rồi. Để trưng được một lạng yến như này em mất cả một ngày rồi. Để nhặt đây, tất cả những cái lông là sót lại. Nhặt tất cả những cái lông mà còn dính ở đây. Mà đây là yến đã được lựa chọn một cách cẩn thận rồi. Để mà đã chọn sơ qua rồi. Chị em mới gửi sang đây để cho em làm. Thế thì nhưng mà sau một cái thời gian đầu làm ấy, thì em nhận thấy rằng là nếu như mà làm yến thô không cũng vẫn chưa đủ. Nó vẫn có nghĩa là nhiều sợi, nhưng mà cái cốc yến của mình nó vẫn chưa được đặt. Thế sau đấy thì em lại phải làm thêm cùng với cả yến đã được sơ chế rồi. Được sơ chế, được nhặt rồi. Là thêm cái yến này đúng không? Đây là yến đã được sơ chế, được nhặt rồi. Thì em phải làm, em phải kết hợp giờ hợp giữa yến thô và yến tinh chế để làm ra được một cái cốc yến giống như anh thấy đây. Có nghĩa là nó vừa nhìn thấy sợi, nó vừa nhìn thấy độ sần sệt, độ đậm đặc. Nhìn thấy độ đậm đặc của cái cốc yến nữa. Và thực ra thì làm, để làm được một cái cốc yến như này thì cũng phải gửi chọn hết cả tâm tư của mình vào làm sao mà cốc yến vừa thanh mát này, vừa dễ ăn này, vừa đủ đến độ, rồi trưng làm sao cho quả táo khi mà ăn vào nó đừng có bị mềm quá mà nó luôn luôn giòn, giữ được cái độ ngọt của táo, của long nhãn hay là kỳ tử các thứ. Thì cũng phải làm đi làm lại mà làm xong rồi mời nhờ các anh chị bạn bè ăn thử rồi cho nhận xét xem là đã hợp khẩu vị bên này chưa. Tại vì cũng có nhiều người dặn em là nấu nướng thì đúng là nghề làm dâu trăm họ. Người thích ăn ngọt, người thích ăn nhạt, nhưng mà làm sao mình phải dung hòa được giữa những cái sở thích đó để làm sao mà khi mà ăn cái hũ yến thì ồ Hương ơi thế này là được rồi đấy, bán hàng được rồi đấy. Thì sau đấy thì em mới bắt đầu làm để phục vụ quý anh chị đồng hương. Dạ vâng. Và quý vị cũng thấy thì trên ta Đức Tiến đây là một cái hũ yến mà do chính Thu Hương vừa mới trưng ra, thì Tiến thấy là trong đây là còn có kỷ tử phải không em? Kỷ tử, nhãn nhục đúng không? Và có táo tàu và táo đỏ và rồi còn hạt é, hạt chia à. Rồi có thêm lá dứa nữa. Lá dứa nữa nên rất là thơm ngon đúng không? Thì nói về yến thì rất là nhiều các công dụng của yến rồi, như là uống vô tất nhiên là bổ rồi, yến là ngon là bổ của vị. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cho anh hỏi là từ cái lúc mà chúng ta ngâm từng cái tai yến như thế này để tách lấy đi những cái phần dơ, phần bụi bẩn, phần lông, cho đến lúc quá trình chúng ta chưng cất và đến khi đóng vào trong một cái chai như thế này thì mất bao lâu em? Nếu như mà nhặt như thế này thì là cả em này rồi cả con cũng giúp nhặt. Thì em thường nhặt một cái lạng yến như thế này thì em mất gần như là mất cả một ngày trời. Dữ vậy đó. Và còn trưng thì mất chỉ khoảng 20 phút thôi. 20 phút trưng cách thủy. 20 phút để trưng cách thủy thôi để làm ra được những hũ yến này. Và đặc biệt thì những ai mà muốn mà trưng theo yêu cầu, ví dụ như là trưng với cả nhụy hoa thêm cái gì tây, đấy saffron, rồi trưng với cả đông trùng hạ thảo, đặc biệt là tốt cho đàn ông, thì
có thể phải đặt trước em một tiếng thì sau đó em làm và có thể đến pick up sau một tiếng. À, tức là em có nhận làm theo yêu cầu, order đúng theo rồi. Yêu cầu của quý vị là thêm cái gì đó thì mình vẫn làm thêm cái đó đúng không? Còn chủ yếu thì em vẫn làm những cái cơ bản, luôn luôn có sẵn những cái hũ yến cơ bản để cho quý anh chị nếu như mà cần thì có ngay. Tính đến bây giờ thì cái yến này mình đã đưa ra bên ngoài và cũng được nhiều người ủng hộ và em thấy nó có hợp lý không, mình làm mà có lời không hay mình làm thấy tốn thực công mà không lợi? Thực ra thì phải nói thật với anh rằng là làm yến như này thì tại sao mà em không làm yến tinh chế đã nhặt mà em phải nhặt từng cái sợi, từng cái lông qua cái tổ yến này. Vì chính đây là em lấy công làm lãi. À, lấy công làm lời, làm lãi. Lấy công làm lãi là chính. Mà nhất là trong cái mùa dịch này thì cũng muốn đưa những cái sản phẩm nào thực sự là tốt, có sức đề kháng, không những cho bà bầu rồi lại cho cả trẻ em, đặc biệt là người già. Rồi nhiều anh chị cũng hỏi em là Hương ơi, thì yến có tác dụng với đàn ông không? Nhưng mà thực sự là yến cũng có rất là có lợi cho cánh mày râu. Mà nếu như mà trưng yến mà thêm một con đông trùng hạ thảo vào thì tuyệt vời. Một người uống và nhiều người vui. Bây giờ hai con ơi, hai con có uống yến của mẹ trưng chưa? Rồi ạ. Con thấy ngon không? Ngon hả? Con trai thấy như sao? Ngon hả? Thường là con thích uống là uống ngọt, uống cái món gì, ăn đồ ăn ngọt, con thích ăn đồ ăn ngọt gì thường á, mấy món ngoài á? Con thích ăn bánh cheesecake. Bánh cheesecake. Còn con trai cũng vậy luôn. Uống cúc hả? Sao con thích uống gì, con thích uống gì? Hay là con thích ăn gì? Con không biết, mắc cỡ quá. Và bà nói là mắc cỡ quá, bởi vì thì mẹ trưng được này là được hai con uống này cũng rất là bồi bổ. Nhưng mà không biết thì thường yến cũng là một cái sản phẩm là cao cấp đắt tiền đúng không? Nhưng mà nếu em trưng ra nhiều công suất như vậy thì cái giá cả nó như thế nào em? Em cũng cân nhắc rất là kỹ và trước khi mà để đưa ra phục vụ các quý anh chị đồng hương thì sau khi đặt lên bàn cân đo đong đếm rồi các thứ trừ đi chi phí rồi kể cả cái vận chuyển sang đây cũng rất là khó khăn. Mỗi lần em gửi sang đây thì chỉ gửi tối đa được 7 lạng yến trong một cái kiện 8 đến 10 cân thôi. Chứ không thể nào mà gửi yến không được. Thế nên là bây giờ sau khi mà đã cân nhắc và cũng hỏi ý kiến rất là nhiều người thì là em mới quyết định là em chỉ để cái hũ yến này giá 20 đô thôi. 20 đồng một hũ. 20 đồng một hũ. Cũng rất là chất lượng và giá cả rất là tốt đúng không? Và nếu quý vị nào mà đang có cái show này và quý vị muốn ủng hộ cho Thu Hương hay là muốn dùng thử cái yến mà do chính Thu Hương đã bỏ công sức ra trưng cho chúng ta thì quý vị vẫn có thể liên lạc về với Thu Hương. Đọc số phone cho quý vị luôn. Dạ. Số phone của em là 714-654-8916 ạ. 654-8916 đó. Quý vị nào ở miền Nam California và khu vực Bosa thì cứ gọi về cho Thu Hương nha. Có số phone trên màn hình luôn thì để ủng hộ cho Thu Hương để có cái yến này vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, vừa sạch sẽ, vừa đúng an rồi. Toàn đúng không? Và nhất là trong cái mùa dịch này thì cần nâng cao sức đề kháng thì vậy thì mỗi ngày uống, nếu như có điều kiện mỗi ngày uống một hũ yến này thì rất là tốt ạ. Sẽ giúp cho mình có cái khả năng chống đỡ lại những cái bệnh tật, rồi đặc biệt là cái yến này lại rất tốt cho phổi. Chính vì thế nên là cái ý tưởng của em khi mà làm yến là xuất phát từ những ý tưởng đó. Dạ vâng. Rất là cảm ơn đến Thu Hương và hai con nhiều lắm đã hôm nay đến đây chia sẻ câu chuyện của gia đình mình và cũng như về cái sản phẩm mà Thu Hương đã tìm thấy một cái hướng đi nho nhỏ cho chúng ta trong cuộc sống này. Và thời gian dành cho chương trình cũng không có còn nhiều nữa. Trước khi chúng ta chia tay nhau thì chú muốn dành cho hai con. Hai con ít nói quá, nhưng mà hai con biết không, mình ở Mỹ này thì chúng ta phải bắt mạnh dạn lên ha. Mạnh dạn lên vì giống như mẹ nói đó, mẹ con nói là nước Mỹ này là xứ cơ hội cho tất cả chúng ta, để chúng ta nắm bắt lấy. Dù là chúng ta có thể chưa có phải là thành đạt gì ghê gớm lắm, nhưng mà chúng ta cứ làm, cứ đi tới. Thì người ta nói cứ gõ cửa thì cửa sẽ mở, cứ đi sẽ có con đường, cứ tìm thì sẽ thấy. Thì trước khi mình chia tay nhau thì con muốn nói điều gì với tất cả những người thân của mình tại quê nhà Việt Nam nè? Con muốn nói gì tới ông bà hay là bạn bè của con gì không? Mọi người đang coi show mình không nói gì với mọi người nè. Con rất nhớ ông bà. Con nhớ ông bà không? Luôn luôn nói với mẹ là con nhớ ông bà, là bằng hàng ngày thì vẫn FaceTime với cả bà ngoại. Vậy hả? Hôm nay muốn nói với bà ngoại nè. Con nói gì? Con thường con nói chuyện bà ngoại, con nói gì bà ngoại? Con hỏi thăm sức khỏe của bà hàng ngày. Vậy hả? Vậy con có chúc bà ngoại gì không? Mình chúc bà ngoại một câu đi. À, rồi chúc bà ngoại luôn mạnh khỏe đợi con về. Còn con trai muốn nói gì?
Con cũng thế luôn đúng không? Con là con cũng thế, cái gì cũng được hết. Con ra là dễ thương. À, đó, chúng ta thấy thì các bé đây ở đây cùng với mẹ, nhưng mà tin chắc rằng là ở một phương trời xa, nửa vòng trái đất, thì bà ngoại, thì nếu có coi show này nói là hai cháu nhớ bà ngoại nhiều lắm, Hương cũng nhớ bà ngoại và cũng nhớ rất nhiều bạn bè ở Việt Nam. À, tại vì Tiến cũng sang Mỹ cũng hiểu được cái cảm xúc được của những người xa quê và những ngày đầu khó khăn như thế này, thì hy vọng là quý vị sẽ coi show này sẽ ủng hộ cho Hương để có được cái sản phẩm tốt cho mọi người. À, rồi riêng Hương, bây giờ em muốn nói gì với bà ngoại, với những bạn bè, những người mà em chưa có cơ hội được nói, hôm nay đây mình nói luôn. Đi xa thế này thì mới biết rằng là tình cảm của mình dành cho người thân rồi bạn bè nhiều đến như thế nào. Lúc ở nhà thì có thể là hàng ngày được gặp nhau, hoặc là hàng ngày vẫn được gặp bố, gặp mẹ thì cũng không bị thôi thúc ra giết như bây giờ. Nhưng mà đến lúc mà đi xa rồi, rồi cơ hội để đi về được thăm bố, thăm mẹ hoặc là thăm bạn bè nó cũng không được nhiều. Nên là cũng rất là nhớ mọi người ở nhà, đặc biệt là cũng luôn luôn tự hứa với lòng mình rằng là mình phải thật mạnh mẽ, mình phải thật cố gắng. Và mình có tốt đẹp hơn thì mình có mạnh mẽ hơn thì ở nhà mọi người cũng không phải lo lắng cho mình nữa. Còn luôn luôn là nhớ mọi người. Rồi, bây giờ một câu nói với mẹ, một câu nói với mẹ, nói với mẹ đi, để cho mẹ an lòng nè. Rồi, Hương nói một câu gì cho mẹ để mẹ an tâm, an lòng, không còn phải suy nghĩ nhiều. Dạ, một câu từ nơi xa, con gái muốn nói với mẹ rằng là mẹ hãy yên tâm, con vẫn luôn mạnh mẽ và cố gắng để cho mẹ không phải buồn lòng vì con. Những ai đang xa nhà, xa quê hương, xa những người thương yêu của mình cũng muốn nói để cho người thân của mình an tâm hơn. À, và cũng là một cái gì đó để chia sẻ tất cả quý vị. Và cảm ơn đến Hương nha, cảm ơn đến hai con đã dành thời gian để mình chia sẻ tâm sự với nhau. Và đầu tiên cũng xin cảm ơn tất cả quý vị dành thời gian theo dõi show ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị thích show này cũng như là ủng hộ cho Hương, ủng hộ cho những sản phẩm mà Hương đang mang tất cả tấm lòng để gửi cho tất cả quý vị. Và một lần nữa xin kính chào và cảm ơn hai em rất là nhiều. Và cũng cảm ơn Hương, xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những show lần sau. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với một người nữ ca sĩ mà chúng ta rất là yêu mến, đó là nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Hello Lâm Thúy Vân. Hello Đức Tiến. Được biết thì Lâm Thúy Vân cũng là một người bạn rất thân thiết với Thu Hương. Nhưng mà làm người bạn, làm người chị rất thân thiết Thu Hương thì Vân có gì nhận xét về Thu Hương nè? Trước tiên là cái giọng nói giọng nói thương dễ thương ha. Dễ thương Hà Nội luôn. Nhưng mà Vân á thì quen với Hương cũng lâu năm rồi, năm 6 năm nay rồi. Thì lúc mà lần đầu tiên mà Hương sang Mỹ á, thì Vân á thì Tiến biết không, mình là nghệ sĩ, mình đi đâu mình cũng cái gì mình cũng ăn hết trơn rồi, cái gì mình cũng thử hết trơn rồi, rất may mắn quý vị ơi. Nên á em Hương á thì nói chị Vân là để em nói cho chị cái này nó ăn nè, rồi để em nấu cái này cho chị ăn nè, rốt cuộc nó nấu cả đống luôn, mình lên cân quá trời luôn. Đó là lý do tại sao là Vân không thể giảm cân được, là tại vì lỗi của Hương. Đúng rồi. Thì Hương á có cái đặc biệt là Hương rất là nhanh, và cái khẩu vị của Hương á rất là nó cũng hợp với mình, và nó cũng có cái gì đó đặc sắc lắm. Thì cứ mỗi ngày Hương nấu cho mình thử cái này cái kia, chị thấy làm sao, chị Vân chị thấy này làm sao. Thì đại khái là mình thấy là Hương có cái năng khiếu về nấu ăn, và Hương chăm chú lắm, giống như là giống tự nhiên chẳng hạn như làm bánh. Làm bánh nha, lần đầu tiên làm bánh gì, bánh cái gì mà bánh mà jello gì đó, giống như là xương sa, bánh xương sa. Hương lại mang về rồi cốc dừa rồi mặt bào ra rồi xong rồi cái gì công phu lắm. Nên nó đâu ra đó đàng hoàng, rồi xong rồi bắt đầu đổ nguyên một cái bánh như vậy, cái tự nhiên cái mình ăn vô cái mình thấy giống như là nó có cái sự tâm tư á, chứ không phải là bình thường mà giống như là mình đi ra ngoài mà mình ăn, mình thấy cái người đứng người ta làm cái công sức của người ta bỏ ra người ta thích lắm, chứ không phải là làm cho có. Cái tiếng hiểu không? Nên á Vân nói nhỏ này chắc mai mốt được ạ. Nó đang được phải không? Được. Đó nên về sau này thì Hương nói là ồ chị Vân ơi, cái này mới nhất nè. Mà em nói thiệt với anh Tiến chứ em mà có thì giờ đâu mà ngồi ăn yến mà lâu lâu em cũng ai đốt thì ăn không? Nhưng mà Hương nói thì chị Vân ơi, bây giờ em chế ra một cái yến, một cái yến này em nấu đủ loại hết mà Vân á thì thích ăn cái gì mà cái trái gì mà trong cái yến nè, cái trái gì giống như cái táo tàu hả, táo tàu đúng rồi, nhãn táo tàu, nhãn đúng rồi đó. Đó thì
Thì bữa đó là trời ơi, Hương nấu một cái cho mình thử. Giờ còn thèm đó. Trời ơi, tôi giống như bà Hương và bà bùa cô này sao á. Trời ơi, ngon quá. Nhưng mà tiếng hỏi này nè, Vân đã ăn rất là nhiều món do chính tay của Thu Hương nấu, từ món mặn có, món ngọt có, thậm chí là đặt bây giờ là cái món yến này đúng không? Đúng thì rồi. Vân cũng đã ăn yến nhiều nơi khác nhau rồi. Đúng, đúng. Thì ăn yến ở tất cả những nơi 5 sao, 6 sao đúng. Và yến này homemade làm ở nhà. Đúng nó rồi. Khác nhau cái gì? Tại vì Vân thấy là tại vì Hương nè, ngồi nè, bây giờ ha, chẳng hạn như mình đâu biết cái yến là Vân không biết nấu yến luôn, tiếng là Vân Hương đúng không biết nấu cái khác à, nấu khác nấu con nên là thấy Hương nó ngồi nó nhặt từng cái từng sợi lông yến á. Ôi trời, mình cũng đâu có biết biết đời cha mình cho tới bây giờ cho mình đâu có biết yến là có lông đâu. Mà nó ngồi nó nhặt, nó lấy cái nhíp nó ngồi nhổ từng sợ mà thấy trời ơi công phu hả, cũng công phu lắm. Rồi xong rồi đứng nha, rồi đâu ra đó, cái này để đây rồi cái này để đây rồi. Vân thấy nó rất là mà thật sự nha, Vân thì không có thích yến mà lỏng cho lắm đâu. Vân thích nó hơi đậm đặc một tí. Hương Vân nghĩ trong tương lai Hương sẽ rất là thành công với cái yến này. Yến Thu Hương. Yến Thu Hương. đó là những chia sẻ của nữ ca sĩ đã chia sẻ cùng với ta khi mà dùng cái yến mà do Thu Hương làm. Thì hôm nay Lâm Thúy Vân đến đây chia sẻ cùng quý vị. Nhưng mà mình ngoài cái sản phẩm là Vân đã dùng qua rồi, thì Lâm Thúy Vân thấy là ở con người của Thu Hương thì về tính cách nè, tính tình sao nè, rồi bạn bè. Hương thì hòa đồng và lúc nào cũng thương bạn bè hết á. Bạn bè thích cái gì á, chỉ cần nói một câu là ngày hôm sau là Hương bận cách mấy Hương cũng nấu cho bạn bè ăn. Hương rất là có tâm và có lòng và có sức nữa. Quan trọng là có sức nữa. Sức chịu đựng phải không? Chịu đựng đúng rồi đó. Nên Vân cảm thấy là khi mà cái gì cũng vậy hết á, mình làm cái gì mà mình có tâm và mình có lòng, coi như là mình đứng đó mình làm cho tới khi chừng nào nó gần không có ai là perfect, không có ai là hoàn toàn, nhưng mà gần cái hoàn toàn nhất có thể đúng không? Từ càng ngày thì Vân nghĩ là sẽ thành công, là tại vì sao, nấu ăn là từ tâm và học hỏi và nghiên cứu, là gọi những cái người mà specialist, những người chuyên gia đó, đó hỏi câu này rồi họ gọi chuyên gia khác hỏi câu này rồi cái chịu học hỏi. Nên nhưng mà Vân thấy đặc biệt nhất là cái gì tính biết không, cái khẩu vị của cái người nấu. Người ta bắt buộc người ta phải có cái khẩu vị riêng của người ta, người ta biết thưởng thức. Nên khi mà người ta thấy chuẩn thì người khác sẽ cũng thấy giống vậy. Sẽ thích đúng không? Đúng rồi. Chứ không có phải mà tại vì Hương thì nếm đồ cũng ngon lắm. Hình như là thấy là kỳ này là Hương chăm cho Vân rất là nhiều nên là rất là khó giảm cân nha quý vị. Đừng có bắt không. Vân giảm cân. Covid này Vân cũng không. Vậy là lỗi con Covid. Không không, Covid thì Vân cũng không có lên cân nhiều. Nhưng mà yến này đó thì nó như nè, hồi bữa ăn á, lần đầu tiên ăn cái tự nhiên cái sáng sớm Hương nói chị Vân, chị ăn buổi sáng, ăn buổi sáng tốt lắm. Công nhận nha, rồi cái tối là uống thêm, ăn thêm một cái nữa là hai cái yến trong sao một ngủ, ngày. Sao ngủ? Tôi đâu có ngủ đâu. Rồi, bạn trai sao chịu nói? Không, mình đang độc thân tại chỗ rồi. Nên đừng trêu chọc mình tiếng vậy đó quý vị ơi, vừa đẹp trai mà tối ngày cái đi chọc gái không làm sao vậy. Dạ vâng, cảm ơn Lâm Thúy Vân rất là nhiều. Mà hôm nay Vân chia sẻ cảm xúc của mình về người bạn tên là Thu Hương và cũng như yến mà Hương đang làm để gửi cho tất cả mọi người. Bây giờ thì Vân nói chút xíu về mình đi ha, để cho khán giả biết trong thời gian vừa qua coi như là quý vị khán giả cũng có ít có được gặp Vân từ dịch Covid-19 cũng không đi được đâu đúng không? Rồi Vân cũng nổi tiếng lên trong cái nghề mới làm về địa ốc của Vân nữa. Thì trước khi mình chia tay tất cả quý vị thì Vân có lời gì nhắn nhủ tới tất cả những khán giả yêu thương Lâm Thúy Vân. Lâu lắm rồi không được nghe Lâm Thúy Vân hát, không được thấy Lâm Thúy Vân trên sân khấu, từ ở tại Mỹ, châu Âu và trên toàn thế giới, và cũng như là gửi lời tri ân đến những người khách mà đã tin tưởng lựa chọn Vân. Thì quý vị biết không, nói cho quý vị thương, không phải riêng một mình Vân mà tất cả hết anh chị em nghệ sĩ ở hải ngoại cũng giống như là Đức Tiến đây, người bạn của mình. Em cũng vậy đó quý vị. Quý vị biết không, tụi em giờ là thất nghiệp dài dài, tụi em, nhưng mà thật sự là cái chữ thất nghiệp đó chỉ xài như vậy thôi chứ
chứ thật sự ra là tụi đề rất là nhớ sân khấu. Và vì Covid nên tụi đề không có thể nào mà đi trình diễn ở đâu được hết. Nên cái lòng cũng cảm thấy như là mình nửa chết nửa sống vậy đó, thì Du cũng biết rồi đó. Nên Lâm Thi Vân muốn nói với quý vị là nghệ sĩ các em rất là nhớ quý vị, và mong một ngày nào đó gần đây chúng ta sẽ có một cái vaccine mà để đến với mọi người hết, để cho thế giới cũng giống như là đất nước Mỹ được trở lại bình thường. Và anh em chúng ta sẽ được bình an và có nhiều sức khỏe. Bây giờ thật sự ra mà nói cho quý vị, nhớ đeo mask và nhớ rửa tay nhiều và bảo vệ cho nhau. Nếu mà mình cảm thấy mình có bị cảm hay gì thì mình phải nên ở nhà, đừng có đi gặp người này người kia, rồi xong là nó sẽ bị nặng hơn. Đây là một cái mà Lâm Thi Vân có thể nói, chứ thực sự ra mình cũng không biết làm gì hơn ngoài ra một cái câu là cầu nguyện cho có vaccine để cho anh em chúng ta sớm ngày gặp được bình thường trở lại, đúng không, và ôm nhau và bắt tay nhau. Dạ vâng. Bây giờ thì thời gian dành cho thảo luận cũng sắp hết rồi, nhưng mà trước khi chia tay, chắc chắn là Lâm Thi Vân không thể nào không tặng quà cho quý vị được. Nếu mà ước gì được Vân hát một câu tặng cho quý vị, thì biết quý vị không được xem Vân trên sân khấu và trên TV cũng không có show và không biết làm sao để xem Vân nữa, thì Vân tặng một câu cho quý vị đi nha. Vỗ tay nào quý vị ơi, khán giả ơi. Hát một câu, hát chay thôi. Mùa này có cái gì là mừng cái đó, một câu thôi. Trời ơi, bây giờ tôi nói thật cả tôi. Không sao. Anh còn nợ em. Anh còn nợ em. Và anh còn nợ em. Trời ơi. Cảm ơn Vân rất là nhiều nha. Vân muốn nói gì nữa không? Tất cả quý vị trước khi mình chia tay nhau, chào chia tay quý vị. Chỉ một câu thôi. I love you. Dạ vâng. Cảm ơn đến Lâm Thi Vân đã dành thời gian đến với show ngày hôm nay đây, cũng như chia sẻ về cái yến mà do Thu Hương đang làm gửi cho tất cả quý vị đồng hương ở tại miền Nam California và nhiều nơi khác. Riêng cá nhân Đức Tiến thì chúc cho Vân và cũng như là tình bạn với Thu Hương và cũng như yến này được mọi người yêu thương và ủng hộ nhiều hơn, và chúc cho Vân có công việc được thuận lợi nè, sớm có tình yêu mới để ăn yến có người khen. Cảm ơn Vân nhiều nha. Thank you so much. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Bye. Chào tạm biệt mọi người. Bye.